rượu rất ngon, anh rất ưng. Như này nhé, bọn em cứ yên tâm làm việc ở đây, anh sẽ bảo quản lý tăng lương cho chúng em. Khi nào anh có việc cần tiếp khách, anh sẽ đưa hai đứa đi để pha rượu, được không? Dạ, khi nào anh cần thì cứ nói với anh Hưng. Ừ, bây giờ anh cho em trổ tài, hôm nay thử chanh một ly mà em cho là ngon nhất, mang lên đây anh thưởng thức. Dạ được, em xin phép. Rất thơm. Tôi nghe. Được, không có vấn đề gì. Tất cả mọi chuyện đều ổn. Được, tôi sẽ sang. Anh ơi, cho mượn bật lửa với. Còn đấy, chiếc này phải lên màu xám nhá. Mượn ông nhớ giả nhá. Ok, cảm ơn nhá.
đi lấy xe, chúng ta đi gấp. Ở đâu? Dạ. Ở đâu? Dạ, dạ ở bên này. Đi. Trong bãi chiếc xe kìa. Chính nó. Dừng lại. Hai thằng này, hai thằng nào? Có phải người của mình không? Dạ không. Chúng mày. Tao nuôi chúng mày mà chúng mày để lọt những thằng như thế này à? Hả? Dồn tất cả quân bắt chúng nó về cho tao. Dạ. Đưa chúng nó về, phải đưa vào phòng cách ly ngay, không được cho ai biết. Lúc đó báo tao đến, biết chưa? Dạ. Thằng kia, tháo cái ổ cứng ra. Nhanh, nhanh lên. Cớm đến, hỏi về cái ổ cứng này thì chúng mày nói máy đang hỏng và chưa sửa được, biết chưa? Em nghĩ đại ca nên té đi. Đúng rồi anh nên té đi. Chúng thằng bọn cấm tới là phong tỏa khu vực á. Tao giao cho mày ở đây thu gọn giấu tất cả bằng chứng đi, nghe rõ chưa? Dạ. Có gì báo tao ngay. Dạ anh.